Xin chào các bạn. Mua được bụi thanh đạm, không biết gì, nhưng mà bà nói là hoa trắng hồng màu vàng ha, không biết có phải thanh đạm nâu không nữa. Thanh đạm nâu thì cái mùi nó như mùi nước mắm á, thì nụ nhiều lắm ha, một nụ nè, hai nè, ba nụ luôn. Nhìn cái nụ này đoán hoa chắc cũng phải to lắm ha. Đó. Thì rễ nó rất là nhiều. Hôm trước mình có chia sẻ các bạn cái cách trồng thanh đạm ở Sài Gòn á, nó khá khó trồng mà. Nhưng mà cái cây này rễ nó nguyên bộ đẹp như vậy á, thì sẽ trồng kiểu khác, không trồng theo kiểu đó nữa. Thì giờ mình bó vô gỗ luôn, thì cái rễ nó dày á, nó làm giá thể luôn. Xong rồi mình đổ thêm cái đất mùn của cái phân con cuốn chiếu lên ha. Giờ rồi, giờ mình trồng cây thanh đạm đó mà. Giờ có khúc gỗ đây, mà bữa là trồng trong chậu ha. Cái cây hôm trước trồng chậu giống vậy nè, do cái rễ nó không có, nó ít rễ quá. Thì hôm nay cũng được chắc cũng được 1 tháng ha, nên nó lên cây con nè, các bạn thấy không? Ổn ha. Thì hôm nay trồng trên gỗ để nó nhiều quá, thì ghép vô đây luôn. Cái khúc gỗ này đường kính khoảng 15 ha. Thì hồi trước mình có chia sẻ với các bạn thấy cái video giữ ẩm cho lan trong mùa khô đó, tăng cái lượng nước lên đó. Thì ở đây mình khoan hai cái lỗ này là để cắm cái chai vô ha. Thì các bạn có thể xem lại cái clip trước ha, cái mà clip mà công nghệ nuôi chim á, áp dụng công nghệ nuôi chim như Hoa Lan á, có hướng dẫn cái đó. Rồi cái lỗ này để móc kẽm ha. Đó, nó xuyên qua đây, xoay xéo qua đây. Rồi giờ ốp cái cây vô đây. Đó, giờ cột sao. Cái này chắc phải dùng dây rút ha. Thì, hầu như các loại lan nó cần cái sự ổn định ha. Nếu mà di chuyển nhiều quá, nhúc nhích nhiều quá nó hư rễ, lại nào cũng vậy, nên dùng dây rút cột lần thôi, cột thì chặt. Đó, tới chưa, tới ha, nối hai sợi lại với nhau rồi. Thì giờ là mùa khô rồi, trồng thanh đạm thì không có lợi cho lắm ha, nhưng mà cái bụi này á, lâu lâu mới gặp ha, gặp nguyên bụi vậy cái loại khó trồng á, nguyên bụi dễ trồng hơn, dễ trồng mau lên hơn, ổn định hơn, dễ ra hoa hơn. Thì hy vọng là ba vòi hoa này lên được hết ha, nó không bị chột. Người ta nhổ từ rừng về là nó bị sốc một lần rồi, trồng vô trong này là nó bị sốc thêm lần nữa. Cái dây rút quá à, nó khá là tiện ha, nó định hình cây tốt, nhưng mà không phải cây nào cũng phù hợp ha, do cái sợi nhựa nó bén lắm nên cũng phải coi cẩn thận xem tùy cây ha.
Rồi, chắc rồi ha. Chắc rồi ha. Rồi, chắc cột thêm sợi dây ni lông lên trên nữa. Giờ rút nó bén lắm, không phải mấy cây này á, thân nó mềm nó. Thì cột chỗ nào cần cột thôi. Thì ở đây nè. Các bạn có thấy không? Cột rất là khéo ha, đi vô những chỗ nào mà nó không dính cây ha, chỉ bái vô rễ thôi. Ở đây có nhúm cây con nữa, lát nữa dục nó lên trên kia luôn ha. Chứ mình khoái cho mình chỉ kia kìa, chỉ may đồ mà. Cái chỉ may đồ thì nó chỉ mấy đồ nó ấy lắm, cột nó dễ ha. Nó không trơn như cái trước này, cứ thay diều này. Đó, khi mà cột phải lựa chỗ mà cột cho khéo ha. Thì cái cây này nó không có trái cũ, không có trái cũ coi nhìn là biết hoa to nhỏ. Nó cái này nè, cột một cái nút nó thắt giống như này nè. Xong rồi mình siết lại ha, siết từ từ thôi. Đó, siết nè. Còn thấy xíu không? Xíu cái nó vô nè. Cái này nè. Đó, mình xíu cái nó vô nè. Rồi, thấy không? Ok ha. Cột lại. Rồi, không phải xiết không mà được như vậy ha. Giờ mình phải bón thêm mấy cho nó nữa. Mình phải có thêm giữ ẩm cho nó nữa ha. Thì mới nãy mình cắt lấy trước mình có giới thiệu với các bạn một thứ ha. Cái phân con chiếu các bạn. Cái phân con chiếu á, nó là một cái chất rất là tơi ha. Nó tơi vậy nè, nó giống như là mùn nữa mà. Ở ngoài tự nhiên á thì mấy cái lá khô nó mục á, nó rụng lên nó cũng mục ra giống vậy ha. Thì mình bón cho nó, bón ít thôi mà. Cái mục đích của con này á là giữ ẩm và cung cấp chất dinh dưỡng ha. Đó, cho ít ít lên thôi. À, cái này nó sẽ giữ ẩm. Cái phần con chiếu á, nó không giữ nước nhiều ha, nó rất nhanh khô, rắc như vài bữa nó nhanh khô lắm. Và cái điều kiện là cái rễ các bạn trước khi trồng phải để cho nó khô ha, cho người ta đem trên rừng về á. Đó, chúng ta rắc lên một lớp như vậy ha, rắc cho nó xuống ha. Rồi ok ha, một lớp mỏng thôi. Để giữ ẩm không, khi mà tưới nước đó, nó sẽ chảy xuống ha, chảy vô trong ha. Rồi bây giờ là có một giò thanh đạm ha. Rồi cắm chai nước, cột dây vô đây, cắm cái chai nước vô, cắm một chai thôi, lỗ bên này lỗ nào cũng được. Rồi đó, có cho các bạn con nguyên toàn diện, nguyên cảnh ha. Đó, sau khi ghép xong nó như vậy ha. Đó, đó toàn cảnh nó như vậy. Thì để nó là cái gió ha. Thanh đạm thì nó cũng thuộc dạng phong lan ha, hoặc bán xương địa, mọc trên đá rồi lá thì nữa ha.
củ na ná như mấy loại giả hạt thì nọ thôi. Thì nói chung là cái khí hậu của Sài Gòn này nó nóng nên nó nhiều người kì khó trồng ha, kì khó trồng, nhưng mà mình vẫn trồng được bình thường ha, sống bình thường. Chủ yếu là mình giữ cho nó sống được thôi, rồi khi nó bám rễ nó ổn định rồi nó sẽ lên hoa. Cái này trồng lâu năm lắm à, thanh đạm mai gân ha, mới bón cho nó một đống cái phân con cũng chiếu đó thì thân nó bắt đầu nó phát triển lên ha, bỏ bê lâu quá nó teo nó còi ha. Đó. Cái này thì mới trồng cái nằm cỏ mới trồng thì ổn định rồi đó, lên cây con thân mập như vậy nè, thân mập nè, lên cây con là ok rồi hả. Đó. Thì hy vọng là mấy cái chồi hoa nè, mấy chồi hoa này nó giữ được, nó không bị sốc ha, nó bị sốc nó chết ha. Mấy cái này chắc cũng sắp nở rồi, được 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, đó, khá là đẹp ha. Thì mấy củ nhỏ, củ non á, mới lên thì cái rễ nó vậy. Đây, cái cây non này ngắt ra trồng như đây luôn. Ồ, nó có rễ cắm sâu quá. Cái rễ nó cắm sâu quá các bạn. Đó, rút ra được ha. Bỏ nó như đây luôn. Nó gài nó vô cái chỗ cái sợi dây này nè, cho nó khỏi rớt ha. Rồi, đẹp rồi. Rồi xong ha. Đó. Thì hồi trước mình trồng lọng á, lọng các bạn mua cái thân đơn đơn á, về ghép gỗ không bao giờ sống nổi ha. Đó, mua nguyên giò này trồng theo cái kiểu này lên nó hoa năm năm lên rất là tốt luôn. Đó, chỉ cần nó ra rễ nó bám thôi là ok ha. Đó. Rồi hôm nay chia sẻ với các bạn một cái bụi rất là đẹp như vậy ha.